ông Trump, bà Harris sẽ đẩy Mỹ vào thế chiến ba. Cựu Tổng thống Donald Trump cảnh báo Phó Tổng thống Kamala Harris có thể sẽ khiến nước Mỹ can dự vào thế chiến ba. Bầu bà ấy trở thành Tổng thống sẽ đồng nghĩa với việc đánh cược mạng sống của hàng triệu người. Bà ấy chắc chắn sẽ đẩy chúng ta vào thế chiến ba vì bà ấy không có đủ năng lực để thực hiện công việc. Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở bang chiến trường Pennsylvania hôm 26 tháng 10, đề cập đến Phó Tổng thống Kamala Harris. Ông Trump cho rằng bà Harris không đủ năng lực để đối phó với các nhà lãnh đạo nước ngoài. Con trai và con gái của các bạn cuối cùng sẽ phải nhập ngũ để chiến đấu cho một cuộc chiến ở một đất nước mà bạn chưa từng nghe đến, ông Trump nói thêm. Ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa cam kết sẽ ngăn chặn thế chiến ba ngay cả khi nước Mỹ chưa từng tiến gần với cuộc chiến đến thế. Cựu Tổng thống Trump cũng nhắc lại những tuyên bố ông từng đưa ra trước đây rằng những cuộc xung đột như xung đột Israel, Hamas sẽ không xảy ra nếu ông làm Tổng thống. Trước đó, Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử vào ngày 12 tháng 10 ở bang California, ông Trump hứa rằng nếu được bầu làm tổng thống vào tháng 11, ông sẽ hành động khẩn trương và nhanh chóng để cứu nước Mỹ và cứu người dân California khỏi những thất bại tồi tệ của ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris. Ông Trump nói thêm rằng trong thời gian nắm quyền tại Nhà Trắng, ông đã giữ nước Mỹ an toàn, không có chiến tranh. Trong cuộc tranh luận với đối thủ Đảng Dân chủ Kamala Harris hồi tháng 9, ông Trump cũng cảnh báo nếu Đảng Dân Chủ thắng cuộc bầu cử tháng 11 tới, nước Mỹ sẽ đối mặt với nguy cơ bị kéo vào Thế chiến 3. Ông cáo buộc chính quyền Mỹ hiện tại thậm chí còn không cố gắng ngăn chặn cuộc xung đột ở Ukraine, mặc dù thực tế là cuộc khủng hoảng này đang rất cần được giải quyết. Trong một cuộc vận động tranh cử ở Nevada, vào ngày 13 tháng 9, cựu Tổng thống Trump đã bày tỏ lo ngại về một cuộc xung đột hạt nhân tiềm tàng do những người thiếu năng lực ở Washington gây ra. Các bạn có thể sẽ kết thúc trong Thế chiến 3 các bạn có thể sẽ chứng kiến thảm họa hạt nhân nếu chúng ta không cẩn trọng. Những người này không biết họ đang làm gì, ông cảnh báo các cử tri, đồng thời tuyên bố sẽ giúp người Mỹ tránh xa thế chiến ba. Ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa tuyên bố rằng ông là người duy nhất có khả năng ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn cầu. Tôi sẽ chấm dứt tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông và tôi sẽ giải quyết cuộc chiến ở Ukraine. Tôi sẽ giải quyết vấn đề đó với tư cách là Tổng thống đắc cử, ông Trump tiếp tục nói, đồng thời lập luận rằng một phiếu bầu cho Kamala Harris là một phiếu bầu cho chiến tranh với Nga. Ông Trump đã nhiều lần cam kết sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi đắc cử, thậm chí trước khi tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1 năm 2025, mặc dù các chi tiết của kế hoạch vẫn chưa được tiết lộ. Theo phó tướng của ông Trump, ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hòa JD Vance, ông Trump có thể bắt đầu đàm phán với Nga, Ukraine và các bên liên quan ở châu Âu để thiết lập một khu phi quân sự dọc theo tiền tuyến hiện tại, với việc Kiev đồng ý không tham gia NATO. Phó Tổng thống Kamala Harris, người luôn ủng hộ Ukraine, đã chỉ trích cách tiếp cận của ông Trump. Bà tuyên bố rằng, về cơ bản ông Trump sẽ buộc Kiev phải đầu hàng. Những cử tri da màu quay lưng với bà Harris, ủng hộ ông Trump. Breton Paris, cử tri da màu ở bang chiến trường Georgia, đi ngược truyền thống gia đình khi quyết định bỏ phiếu cho ông Trump. Khi tôi thông báo sẽ bỏ phiếu cho Donald Trump, nhiều người nhìn như thể tôi bị điên. Tôi là người da màu, nên họ nghĩ tôi sẽ tự động bỏ phiếu cho Kamala Harris. Bretton Paris nói khi tới dự sự kiện vận động của Donald Trump ở Atlanta, bang Georgia, ngày 21 tháng 10. Paris, 19 tuổi, sinh viên ngành khoa học máy tính Đại học bang Georgia, xuất thân từ gia đình có truyền thống ủng hộ Đảng Dân Chủ. Như năm nay, anh quyết định đi ngược truyền thống gia đình vào lần bỏ phiếu đầu tiên trong đời. Tôi quyết định dựa theo nhận định về chính sách và tình hình nước Mỹ sẽ như thế nào sau 4 năm nữa dưới thời Harris hay Trump. Tôi tin tưởng ông Trump. Tôi thích chính sách đối ngoại của ông ấy, cũng như kế hoạch phát triển kinh tế mà ông ấy đưa ra, Paris nói. Georgia là một trong những bang chiến trường mang tính quyết định trong kỳ bầu cử năm nay. Năm 2020, ông Joe Biden đánh bại ông Trump chỉ bằng 11.779 phiếu ở bang này, nơi gần 1 phần 3 số cử tri là người da màu. Kết quả một số cuộc thăm dò gần đây ở Georgia đang gióng chuông cảnh báo với chiến dịch của bà Harris. Khảo sát do báo Atlanta Journal Constitution công bố tuần này cho thấy ứng viên Đảng Dân Chủ nhận được ủng hộ của 73,8% cử tri da màu ở Georgia, còn ông Trump là 7,6%. Nhưng con số bà Harris nhận được thấp hơn nhiều so với tỷ lệ ủng hộ 88% của ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Kết quả thăm dò của New York Times và Đại học Siena tháng này cho thấy so với ông Biden, Nhóm mà bà Harris mất đi sự ủng hộ lớn nhất là nam giới da màu. Khảo sát cho thấy 70% đàn ông da màu ở bang Georgia sẽ bỏ phiếu cho bà Harris, còn phụ nữ là 83%. Sau khi kết quả thăm dò được công bố, bà Harris đã thông báo chương trình hỗ trợ người da màu vay vốn khởi nghiệp và học nghề trong nỗ lực khôi phục niềm tin ở nhóm cử tri này. Chiến dịch của bà Harris cũng mời Barack Obama, tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ, xuất hiện tại cuộc vận động tranh cử ở thành phố Clayton, gần Atlanta hôm 24 tháng 10. Trong lúc đó, Đảng Cộng Hòa đang nỗ lực tận dụng nỗi thất vọng của cử tri ra màu đối với Đảng Dân Chủ để tăng cường lôi kéo họ. Hàng chục người, trong đó có Paris, đã tham gia một sự kiện do nhà hoạt động cánh hữu Charlie Kurt và doanh nhân Vivek Ramaswamy, cựu ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa, tổ chức tại một công viên ở trung tâm Atlanta ngày 21 tháng 10. Một số người tham gia sự kiện cho hay không muốn ủng hộ ông Trump, nhưng tới để nghe phe Cộng Hòa vận động cho ông. Những người khác, giống Paris, là người cuồng nhiệt ủng hộ Trump. Trump có kế hoạch không đánh thuế tiền boa, giảm thuế cho các công ty lớn, điều có lợi cho những người đang muốn vào làm ở các tập đoàn như Google giống tôi, Paris nói. Anh cho rằng trong nhiệm kỳ của ông Trump, thế giới không xảy ra bất kỳ cuộc xung đột mới nào ở nước ngoài và nhấn mạnh tôi không muốn bị bắt đi nghĩa vụ quân sự kể cả bây giờ hay về sau. Đứng cạnh Paris là JP, Nam sinh viên da màu 23 tuổi đội mũ lưỡi chai màu đỏ in khẩu hiệu làm nước Mỹ vĩ đại trở lại mà ông Trump thường nói. GP, người không muốn tiết lộ đầy đủ họ tên, cho rằng nền kinh tế Mỹ tốt hơn dưới thời Trump, nhưng điểm mấu chốt khiến anh ủng hộ ông là đức tin cơ đốc giáo. Nhiều người bảo thủ theo đạo cơ đốc cảm ơn Trump vì ông đã bổ nhiệm ba thẩm phán vào tòa án tối cao, dẫn tới quyết định chấm dứt quyền phá thai trên toàn quốc năm 2022. Donald Trump là người phù hợp với kinh thánh, với đức tin của tôi. Gipei nói: Jaros Gran, giáo sư môn khoa học chính trị tại Đại học Clark Atlanta, nhận xét người Mỹ da màu hiện nay không còn ủng hộ vô điều kiện một đảng phái chính trị nữa. Một trong những điều quan trọng mà tất cả chúng tôi đang tự hỏi là họ đưa ra chính sách nào cho người da màu. Họ sẽ làm gì cho người da màu? Gran nói. Người da màu chúng tôi đang giúp đỡ mọi người trừ chính bản thân chúng tôi. Ai cũng có phần, nhưng người da màu thì không. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, cuộc đua giữa phó tổng thống Kamala Harris và cựu tổng thống Donald Trump đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Theo cuộc thăm dò gần đây nhất do CNN thực hiện, cả hai ứng cử viên đều đạt tỷ lệ ủng hộ ngang bằng nhau ở mức 47%, cho thấy một cuộc cạnh tranh xít sao và không liệt. Cuộc thăm dò mới nhất cũng chỉ ra rằng phần lớn cử tri 85% đã xác định ứng cử viên mà họ sẽ ủng hộ từ đầu chiến dịch và chỉ có 15% cử tri thay đổi quyết định trong quá trình diễn ra. Điều này cho thấy sự ổn định trong lựa chọn của các cử tri Mỹ, khi chỉ còn 2% chưa đưa ra quyết định và 9% cho biết sẽ có thể thay đổi lựa chọn trước khi bỏ phiếu.